Bé Bự thân chào các bạn. Hôm nay bé Bự mời các bạn vào bếp để ăn một bữa cơm đạm bạc do Jennifer nấu nha. Đây là cá salmon với lại pasta với dandelion xào tỏi. Rồi, bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp coi Jennifer chiên cá salmon thế nào nha. Đây là nhà của Jennifer. Hôm nay Jennifer làm món gì đây? Làm salmon chiên với dandelion xào tỏi. Your macaroni and cheese. Macaroni cheese. Đại bia bự. Trước tiên là bắt nước lên để luộc macaroni. Và đây là salmon. Salmon ở California này rất là ngon nha các bạn. Mà Jennifer thì có cái biệt tài là chiên salmon rất là ngon. Nước sôi rồi thì mình bỏ macaroni vô để mà mình luộc. Cái này mình luộc là 11 phút. 11 minutes counting down. Pasta. Jennifer đã luộc sau 11 phút rồi. Thì Jennifer phải bỏ cái cục bơ vô, rồi bỏ sữa vô. Rồi mình bỏ này vô mình mới mở lửa lên hả? No. Yeah. Just leave it on like that. Oh, maybe you can do it. If you want to do a little bit, you can. Rồi mình để lửa chút xíu. Rồi mình trộn cái pasta. Cái này cái kiểu nấu nhanh gọn lẹ mà các bạn ha. Đây là cái hộp pasta của Jennifer mua đây. It's like a healthy macaroni and cheese. Mày giờ phải thử. Rồi bây giờ Jennifer sẽ xào dandelion với tỏi với hộp cá nữa. Đưa cho mẹ coi cái hộp cá nha. Jennifer sẽ xào dandelion với lại garlic. Với lại tỏi, với lại cá anchovy. Các bạn, cái này là dầu. Dầu gì? Dầu ô liu. Với này phải dùng dầu ô liu để xào đó. Rồi mình sẽ bỏ tỏi vô. Xào cho tỏi nó thơm. Thơm không? Thơm quá. Thì các bạn, giờ bỏ mấy cái cá nhỏ vô. Cái này mua ở chợ Mỹ hả? I bought it at Trader Joe's. Bây giờ bỏ cái cá nấu vô. Vì cái cá này nó chỉ melt á. Nó mèo ra hả? Vậy à. Nó không có, nó sâu thì á, so, nó không có bỏ mình khỏi nên lấy gì hết. Rồi chỉ bỏ kia. Cái cá này coi như là nó nêm luôn đó các bạn. Ồ, cái này cũng như cái con cá này mình chiên để mà lấy cái flavor rồi mình không cần phải nêm. Thì giống như cái flavor của nước mắm. Ồ, nó giống như cái flavor của nước mắm hay là muối gì đó các bạn. Ngộ ha, cái bự cũng học đó. Giờ bỏ dandelion vô. Bếp rồi, ra bếp vừa dandelion cho bếp vừa. Nên đề ra thì rất là ngon nha các bạn. Mà mua ở farm market nữa rẻ lắm. Bà bỏ thì năm đâu. Đi ăn ở ngoài thì đi mà cũng vẫn thích nấu đến lời cho mẹ thôi. Ăn ở nhà thì heo thì hơn. Yeah, yesterday we ate 3 pizzas. Smell good. It smell good. You like it? Nhưng mà cái này á, người ta ăn sống nữa, mình không có nên xào chín lắm, trộn cho nó vừa vậy là xong rồi đó. Vậy mà mẹ cứ nghĩ là lấy cái dầu đó luôn cho nó ngon chứ. Yeah. Vậy hả? Vậy được rồi, chế là phờ cho chút tiêu vô. Ha, có mùi ha. Mua trây được vô đó. It's so cheap. I think it's like a dollar. Really? Yeah. Nó giống như cá mồi vậy.
sardine. Sardine. The different. Yeah. Rồi bây giờ là chuẩn bị chiên semen time. Cá semen sau khi mà rửa rồi thì để trên cái bếp bờ thao để cho nó ráo. Rồi bây giờ là Jennifer mới ướp thôi. Okay. Now I get the kosher salt. Yeah. Cho chút xíu muối lên trên cái da. This is to make it crispy and it tastes like bacon. Jennifer chiên cái da cá này nó giống như là chip vậy đó nghe các bạn, như là bacon mà chiên chiên vậy đó, nó vàng mà nó giòn. Giống như chip vậy đó. Cái bữa ăn thì cũng nhiều lần rồi nhưng mà không có quay để share với các bạn. Hôm nay thì mấy bữa share với các bạn đi. Xong rồi bị giá là bỏ gì vô? Bơ. Cái bơ này mà nó kêu là ghi. Ghi hả? Nó không có cái bơ này, nó không có cái sữa, nó không có khét á. Cái bơ này là có cái tên là ghi. Cái bơ này nó không có sữa, nó không có bị khét. Ha, ngộ hen. Rồi lắc cái chảo cho nó láng cái dầu. Rồi bỏ vô one at a time. And then rồi. Phải làm cái điều trước thì rồi bỏ vô phải đè. Bỏ vô rồi phải đè nó xuống. Cho cái skin nó giờ cái các bạn nghe không? Cho cái skin nó rờ cái chảo đó. Cho cái skin nó đụng cái chảo. Dạ. Chứ không phải là rờ. Rồi mình để vậy, rồi mình để lửa lớn hay lửa nhỏ? Medium high. Medium high. Cái này để như vậy là 6 minutes nha các bạn. Rồi bây giờ là cho một chút xíu muối lên ở phía trên phần bề thịt đó. Rồi bây giờ Jennifer sẽ bỏ cái dandelion vô trong dĩa này. Dandelion này ăn rất là tốt nha các bạn. Mẹ thì mẹ uống cà dandelion. Rồi bây giờ là lấy cái macaroni cheese ra. Rồi bây giờ là 6 phút đã trôi qua. Cũng tùy theo miếng cá nha các bạn. Các bạn thấy miếng cá rất là ngon không? Cũng tùy theo cái bề dày của miếng cá mà mình gia giảm cái giờ nha các bạn. Rồi khi mình lật cái cá lại thì mình tắt lửa liền. Rồi mình sẽ lấy ra. Rồi bây giờ là Jennifer serve it cho bé bự nè. Rồi Jennifer làm một dĩa dinner đây. Đó. Jennifer cho bé bự uống rượu đây. Cái này là soda water. Rất yummy. Các bạn thấy Jennifer chiên cá salmon có được không? Nhưng mà lúc đó thì rất là ngon rồi đó. Nhưng mà mình phải thử phải không các bạn? Bây giờ bé Bự mời các bạn nha. Bé Bự sẽ thử. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn ăn bữa cơm chiều với bé Bự ở nhà Jennifer nha. Là cá salmon với pasta với lại dandelion xào tỏi. Bây giờ mình phải thử coi nhìn thì rất là ngon nhưng mà mình phải thử phải không các bạn. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn nha. Các bạn nghe không, nó rất là giòn, cái da nó rất là giòn. Dạ. Rồi ở phía trong này thì nó vừa chín tới thôi, các bạn thấy không? Dạ, nó vừa chín tới. Perfect. Bớ phịch luôn. Rồi để bé Bự ăn một miếng thôi nha. No, mình phải cắt cái miếng da này, mình ăn không cái miếng da này coi nó ra sao nha. Bé Bự mời các bạn nha. Các bạn nghe nó giòn không? Nó giòn mà nó hơi mặn mặn của muối, rất là ngon nha. Bé Bự sẽ thử cái dandelion xào tỏi luôn nha. Với lại macaroni nữa.
Rất là ngon nha các bạn. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp nha. Bé Bự chào.